Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio tiếp tục giới thiệu đến với các anh em chúng ta một sản phẩm đến từ đất nước cờ hoa, đó là đôi loa RSL. Model của nó là RSL Nevada. Vâng, cái tên nó lấy nguyên một cái tên của một tiểu bang ở Mỹ. Và đôi loa này là dòng loa sản xuất cũng là giới hạn, limited các bạn ạ. Đôi loa có ngoại hình rất là bắt mắt, loa Mỹ, cấu hình của nó phải nói là rất tuyệt vời. Cái chiều rộng 43,5, chiều sâu 35 và chiều cao là 68 cm. Loa gồm có 4 loa trên một thùng. Một điều đặc biệt là nó có một cái càng này hãng RSL cũng dùng chung với cái càng của loa clip các bạn này. Loa clip Conqueror, Conqueror 2, Conqueror 3 rồi đấy, là càng ga một mít và một mít bát 20, một bát 30. Vâng, hai cái này trắng. Và khi các bạn thấy đôi loa này thì để nó có những cái loa đặt đối xứng với nhau nè, các bạn thấy hai cái mic hai bên này. Đấy, hai cái càng phía bên trong nó đối xứng như vậy, nó rất đẹp. Có nhiều đôi là nó bị lệch đi do vận chuyển rồi trong kho rồi chuyển nhiều nó đổi nó lộn cái loa đấy, nhưng mà đôi này thì AB đồng hoàng nha, trái phải. Vâng, đôi loa phía dưới này có một cái căn gỗ này để đậy lại cái tên thương hiệu của nó, cái tên model của nó Nevada. Và đây là hai cái nút tinh chỉnh mic răng và chép Nevada, logo của nó RSL nha. Vâng, và đôi loa này thì phía sau của nó các bạn xem, phía sau có một cái bát 30 là bát cộng hưởng đấy, mình xem kỹ luôn. Speaker này, dòng limited, các bạn thấy là Speaker System Limited đấy, cho nên đôi những đôi loa này chơi rất hay. Cái trên này là cái bass 30, bass cộng hưởng và thùng gỗ lạng. Rồi đó là một chiếc. Mình tiếp tục mình xem chiếc loa phía bên bên này. Đây các bạn, như cái càng mình đã nói vừa nói là càng ga dùng trong clip Conqueror 2, Conqueror 3 rồi đấy. Những đôi loa đó là hơi nhiều tiền, Conqueror 4 mình bán gần cả 100 triệu các bạn. Đôi Conqueror những cái càng clip này rất nổi tiếng. Rồi mic bass này, cái mic và một bass 30 và viền sắp lá sắt rất đẹp. Đây, ở dưới nó có cái miếng gỗ đấy. Vâng, hôm nay thì đôi loa này Quý Nguyễn ghép với một con ba răng BM8 rất phù hợp luôn, rất dễ chơi, rất phù hợp. Còn ba răng BM8 này thì mình có làm một clip giới thiệu rồi, vỏ gỗ zin rất đẹp, gỗ bóng luôn. Con ba răng này giá ra đi của nó là 27 triệu đồng và đôi loa này là 16 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của đôi loa này. Xin mời. Quy luật. Hãy
các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những clip lần sau.